Con dâu ơi, con về đi. Ba mẹ rất nhớ con, rồi Đặng nó cũng nhớ con dữ lắm luôn. Con hãy về, con về đoàn tụ gia đình. Con có lỗi làm gì mẹ cũng thứ tha cho con hết. Đó. Còn nếu như con á còn thương Đặng, còn thương gia đình thì con hãy trở về để là sắp xếp cho con được tự do. Đó. Bây giờ cha mẹ là đi tìm con khắp nơi rồi, giờ nhờ lại tới anh. Đội của anh Hải để tìm con đó. Còn con hãy mau để nghe mẹ nói rồi con phải trở về để đoàn tụ với gia đình đó. Mẹ với cha với thằng Đặng là đi tìm cả nửa tháng nay rồi, rất là mòn mỏi rồi con ơi, con hãy về đi. Em ơi, bây giờ bà anh nhớ em lắm, mong em về với anh. Còn nếu mà em không thương anh nữa thì mong em về đi rồi anh sẽ đưa em được tự do. Nhưng em nhớ là con mình nó cần có cha có mẹ. Nếu mà anh có vợ khác, em có chồng khác thì con mình nó sẽ mất đi cái tình hơi ấm của gia đình. Mong em về, em mong em về anh sẽ thứ tha cho em. Anh xui chị xui ơi, bây giờ tôi mong mỏi anh với chị để sắp xếp cho vợ chồng Đặng để được về đoàn tụ gia đình. Còn bằng anh với chị mà muốn là con cái như thế nào thì anh chị phải sắp xếp cho nó về để mà cho nó được tự do quyền của nó. Nó còn giữa tôi với bên xui gia thì mình vẫn giữ y như là ngày xưa chúng mình để gặp nhau. Còn giờ duyên của con cháu hai con thì để cho hai con nó, để về cho hai con nó tự giải quyết cái cuộc hôn nhân của nó. Còn duyên thì giờ cho vợ chồng nó để sum họp với nhau, còn hết duyên thì để cho nó được tự do. Tôi mong mà nói rằng anh xui với chị xui để mà sắp xếp cho nó ổn định. Cô ơi, con dâu bây giờ ở đâu rồi? Cha mẹ đi tìm khắp nơi rồi, mòn mỏi dữ lắm rồi. Con về đi cho gia đình sum họp con. Cha rất nhớ Hải Đăng. Con tranh thủ con về đi. Lỗi lầm của con cha mẹ cũng xin bỏ qua hết. Yêu cầu bây giờ con về sum họp là cha vui rồi. Vậy hả con? Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua phải có rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận được một thông tin hiện đại, một gia đình ở một tỉnh rất xa về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào cô chú nhé. Rồi, chào em trai. Dạ, cô có thể là cô giới thiệu cô tên gì? Nguyễn Thị Pha Cô đang ở đâu? ở ấp Chính Sáng, xã Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang. Ồ, từ Kiên Giang xa dữ vậy. Rồi hôm nay cô đi cùng với ai? Đi với cùng với ông xã với thằng con trai. Dạ. Hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai? Nhờ về tới đây nhờ anh em Trong đội anh Hải. trong đội anh Hải để nhờ tìm con dâu nó Và đứa và đứa cháu cháu nội. nội. Dạ, con dâu và cháu nội ha. Dâu và cháu nội. Dạ. Rồi cô cho con biết này, con dâu và cháu của cô tại sao mà đi đâu mà phải gia đình mình phải đi tìm? Nó ở nhà rồi không có chuyện gì chứ, ở nhà nó xin đi làm mặt rồi tới ra trường, nhỏ đang học vậy đó, nó nhỏ đang học rồi cái ra rồi nó xin cô rồi nó ẵm nhỏ đi luôn mà. Trong hoài không thấy gì, tới chiều rồi cha nó mới chạy đi hỏi điện thoại thì nói nó không bắt máy nó, rồi điện cái người mà đưa nó ra xe thì nó đi về quê nó, Ồ, sao kỳ vậy? không có chuyện gì chân đi không hay luôn. Rồi cái chị mới điện lên trên của mẹ nó, mẹ vợ nó nói là không có nó ở trên này, chị đi kiếm trong đêm luôn, đi kiếm quá trời, kiếm bao xe đi kiếm luôn trong đêm đó luôn, kiếm đặng đặng rước về mà không gặp luôn. Chị khóc từ từ nửa tháng nay chị khóc dữ lắm, mắt sưng hết trơn, bập hết trơn, muốn mờ mắt luôn, mất cháu nội mất chồng. Chị năn nỉ bên vợ nó dữ lắm luôn, chị năn nỉ là cho mẹ con nó về đi.
Trời ơi, chị đem xe lên chị rước về nữa. Chứ cho rước mẹ con nó về mà bên vợ thì nói không biết ở đâu hết trơn, chỉ có điện thoại được. Chỉ có điện thoại được à, còn không biết nó ở chỗ nào chứ. Giờ chị tới đây thì chị nhờ mấy anh mấy chú ở đây của anh Hải đó là tìm tiếp chị thôi. Yeah. Chị mong một ngày để gần gũi với cháu với dâu thôi. Yeah. Chị kiếm đúng nửa tháng này rồi đó. Kiếm nửa tháng này luôn à? Đau bệnh luôn, không có ăn uống gì được chân tối ngày luôn. Nhớ cháu không à? Rồi, xíu lên tiếp tục và con trò chuyện với cô nhé. Dạ. Rồi chào chú. Chú có thể chú giới thiệu chú tên gì? Dạ tôi thì ông và chồng có nhỏ đi mất đó là Lê Văn Lanh. Nói chung là vợ chồng tôi cũng thương dâu với cháu nội, mà từ hôm nó đi tới giờ là nó không có tin tức gì hết trơn. Nó cũng không cho biết là nơi nó ở gì hết trơn. Nóng lòng không biết là con dâu với cháu mình nó mất tích về như thế nào, là ở đâu. Thì nói chung thì vợ chồng tôi với con trai tôi thì đi tìm hiểu rồi hỏi thăm đồ dữ lắm, nhưng mà về hỏi trên chị xui thì chị nói thì chị cũng không biết là ở đâu, cho nên bây giờ mới lên tới đây để mà nhờ trong đội của anh Hải đi tìm giúp. Mong được là anh em trong đội là sớm tìm được dâu và cháu nội trở về sum họp gia đình. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhé. Rồi xíu là tiếp tục con trò chuyện với chú sau ha. Rồi chào em trai. Dạ. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Dạ em tên Lê Minh Đặng. Lê Minh Đặng. Dạ. Đặng nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi nha. Dạ. Rồi em cho em biết là vợ em họ tên là gì? Dạ em tên là Võ Quỳnh Tú. Võ Quỳnh Tú. Dạ. Vợ em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay sinh 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Vợ em ít hơn em 3 tuổi. Dạ. Em 26 tuổi. Dạ. Rồi thế còn con trai của em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con trai em 5 tuổi rồi. 5 tuổi. Dạ. Rồi em cho anh biết này, trong cái thời gian vừa qua là em và vợ này mình có xảy ra mâu thuẫn gì không? Dạ không em. Ở nhà nuôi tôm là mình nuôi từ xưa đến giờ hay mới nuôi em? Dạ nuôi từ xưa tới giờ. Từ xưa nhà nuôi tôm, nghề nuôi tôm ha. Dạ. Thế còn vợ em làm công việc gì nào? Dạ vợ em cũng ở không, ở nhà chăm con rồi nuôi tôm vậy đó. Gọi là phụ nuôi tôm mà chủ yếu là nuôi. Ở đâu? Dạ vợ em quê ở Cần Thơ. Cần Thơ, còn em là Kiên Giang. Dạ. Trước đây em gặp vợ ở đâu nào? Dạ em gặp vợ em thì vợ em đi làm ở gần nhà em mà hai đứa cũng quen nhau. Dạ. Trước hai ngày quen nhau lâu không mới cưới? Dạ quen nhau cũng gần năm cưới. Gần năm cưới à. Mình sống với nhau lúc trước là có hạnh phúc không? Dạ cũng rất là hạnh phúc luôn anh. Dạ. Mình tiền bạc kinh tế gia đình nhà mình có ổn không? Dạ nói chung là cũng đủ ăn đủ mặc. Dạ. Hiện nay là em có tài sản gì riêng hay chung hay là em ở nhà chung ba mẹ? Dạ em ở nhà cũng làm chung với ba mẹ nhé. Em hiện nay trong gia đình nhà mình sống chung là có ba mẹ với ai nữa? Dạ sống chung với cha mẹ với con không ạ. Dạ gia đình có 5 người. Vậy à. Rồi cho anh hỏi thế này nhé. Vậy là vợ em bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ vợ em bỏ nhà đi được tầm nửa tháng rồi. Tại em biết lý do tại sao vợ tự dưng lại bỏ nhà đi không? Dạ em cũng vợ em nghĩ là chắc nó cũng chán em rồi, với một phần là cũng có một người cũng xúi dẫn vợ em đi. Dạ. Em có biết là ai xúi vợ em đi không? Dạ cũng có, em thấy cũng có quen một cái anh ở trên cộng đồng mạng, nhưng người đó em cũng không có nắm rõ lý lịch. Dạ. Người ta nhiêu tuổi rồi? Người ta ai? Cái người đàn ông ấy nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng bằng tuổi em. Quê đâu em biết không? Dạ em cũng không biết nữa, em không biết rành nữa. Dạ. Còn em không có rành lắm hả? Rồi em biết là thông tin là cái vợ em quen mới biết với một người đàn ông khác ở trên mạng xã hội lâu chưa? Dạ cũng tầm cỡ tháng vậy anh. Dạ. Có trước đây không biết, nhưng mà khoảng biết một tháng nay. Dạ. Còn mà vợ đi nửa tháng rồi. Dạ. Từ khi vợ đi đến giờ phút này vợ có gọi điện về nhà không? Dạ có nhắn tin, mà em nhắn tin nhiều lắm, em nhắn tin ngày này sang ngày kia luôn mới trả lời được con tin không. Tin hay tin. Trước khi vợ bỏ nhà đi là em có biết không? Dạ. Trước khi bỏ nhà đi em có biết không? Dạ không. Không, còn tự dưng vợ đi luôn. Dạ. Vợ em đi lúc đấy giờ là tối hay ban ngày? Dạ đi ban ngày. Ban ngày khoảng bao nhiêu giờ em? Dạ tầm 1 giờ. Mà là 13 giờ chiều ha, mới đầu chiều đúng không? Dạ. Rồi vợ em đi ra đây, còn con em ở đâu mà vợ em đưa cái dắt cả dạ, con em đi? Con em đang đi học rồi, vợ em xin mẹ em đi ra ngoài đặng đi làm mặt xong rồi dắt con em đi luôn.
Đó là vợ xin đi làm mặt, là đi làm đẹp đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Bà dắt con đi luôn. Dạ. Con em đang đi học, học lớp mấy rồi? Dạ con em học lớp lá. Ồ, mới đi học. Dạ. Là vợ đến trường dắt đi luôn. Dạ. Đến giờ phút này em đã tìm kiếm về gia đình bên vợ kiếm chưa? Dạ em có đi tìm kiếm mà nhưng mà không gặp. Không gặp. Dạ. Ừ. Em có sợ gì lý do nào đó mà người đàn ông khác người ta quen trên mạng xã hội, người ta dụ vợ em đi, đôi khi người ta làm điều gì mà không tốt hoặc người ta bán vợ bán con em đi không? Em cũng sợ. Ừ. Mình đã trình báo gia đình, mình trình báo cơ quan công an chưa? Dạ chưa. Báo chưa? Dạ có báo. Báo rồi đúng không? Công an xã. À báo công an xã rồi đúng không? Dạ. Rồi vợ của em ấy là bỏ nhà đi mà dắt con đi, là có đem theo tài sản tiền bạc cái điện thoại gì đi không? Xe không? Dạ có đem theo điện thoại với. Nó bự lên. Có đem theo điện thoại thôi. Điện thoại gì dạ, em? Vàng. Dạ với vàng không? Vàng nhiều không? Dạ. Hơn cây vàng 18. Hơn cây vàng luôn. Vậy là vàng đeo trên người đúng không? Đúng rồi. Vậy là cũng rất nhiều. Vợ em từ xưa là vẫn đeo vàng trên người đúng không? Dạ đúng rồi. Vợ em có để đi này, có đem theo tiền không? Dạ có, vợ em có bán lúc trước có bán vàng mà em hỏi là không nói lý do. Bán gì? Dạ bán vàng đặng để dự định đặng đi á, mà lúc đó em cũng không biết nữa. Dạ. Trước khi vợ đi là vợ bán vàng rồi. Dạ. Nhưng em không biết. Dạ đúng rồi. Bán nhiều không? Bán nhiều vàng không? Dạ em cũng không rành nữa, tại vì em đậu xe ở ngoài, vợ em vô bán. Ồ, thì em chở vợ đi bán vàng. Dạ. Chở vợ vào tiệm vàng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em không vô tiệm vàng cùng với vợ, mà em đứng ngoài cửa. Em tính vợ em vô trống để sửa vàng, sửa vòng thôi chứ em không. Tại sao em không hỏi? Không ngờ là bán. Ồ, này thua rồi. Từ trước anh hỏi lại em một lần nữa. Từ trước giờ em có sống cuộc sống hôn nhân gia đình, em có quan tâm hoặc em có trò chuyện hoặc có tâm sự với vợ là cần gì, cần thiếu gì, hay là vợ muốn gì không? Dạ vợ em có rủ em đi làm mà tại vì á. Rủ đi làm đâu? Dạ đi làm ở trên mẹ vợ nhưng mà tại vì. Là công việc gì? Dạ làm công ty. Em đang có công việc ổn định ở nhà mà. Dạ, đang nuôi tôm mà. Dạ vợ còn cha mẹ em nhà già ở nhà nữa, có mình nên em mà. Ờ. Dạ nên em không đi. Ờ. Dạ. Thế là vợ muốn cũng có ý định là rủ em đi rồi. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy. Ở nhà em là thu nhập nuôi tôm là thu nhập ổn không? Dạ ổn định. Ổn định như sao và đi chỗ khác chi vậy? Dạ, em cũng không biết. Ừ, cho anh hỏi lại này. Em có đến giờ phút này em biết là vợ bán bao nhiêu vàng chưa? Dạ chắc tầm cỡ 2 triệu ngoài anh. Sao nó có 2 triệu vàng à? Dạ. Vàng gì mà bán có 2 triệu? Nó đeo bộ vàng ít nó gỡ một chiếc á. À. Nó đeo vòng á. Vòng xi măng đúng không? Ừ đúng rồi, rồi nó gỡ một chiếc nó bán. À, gỡ bán mất một chiếc. Ừ. À. Trên vòng xi măng của vợ em đeo nhiều không? Đeo bao nhiêu chiếc em biết không? Một bộ vòng bao nhiêu chiếc? Dạ tầm 10 chiếc. 10 chiếc. Giờ bán chiếc còn tầm 9 chiếc hả? Ừ. Ồ. Vậy là chủ trương là vợ em bán vàng đi để lấy tiền đi. Ừ. Này nhưng mà em không biết. Chính em là như thế này em tiếp tay á. Ừ. Đúng chưa? Em tiếp tay gọi cho vợ. Hay bị gãy đầu đó rồi vô đặng sửa đầu thôi. Tại vợ em cũng đi sửa nhiều lần lắm. Ừ. Tối là hai vợ chồng em có ngủ chung không? Dạ có ngủ chung rất là bình thường á. Ừ. Mà không thấy gì luôn. Dạ. Không biết gì luôn. Trong thời gian vừa qua là vợ em có nhắn tin hoặc có gọi điện hoặc có đi đâu bất thường không? Dạ không, ở nhà không mà. Ở nhà nhưng mà em có thường xuyên ở nhà không? Dạ em cũng ở nhà bình thường. Nhưng em có để ý vợ không? Có thấy vợ nhắn tin hoặc gọi điện hoặc là khóa điện thoại hoặc là khóa mật khẩu không? Dạ có. Ồ, trước vợ có khóa không? Dạ có khóa, nên đâu cho em coi điện thoại tới đâu. Vợ em khóa mật khẩu lâu chưa? Dạ cũng tầm cũng cỡ gần năm anh. Ồ, vậy là vợ em quen ai lâu rồi. Dạ. Không phải bây giờ đâu. Gọi là trước đây vợ em không từng khóa mật khẩu điện thoại, ai cũng có là em sợ là thoải mái đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà giờ có thể là điện thoại hiện nay vợ em chứa trong cái gì trong em không biết. Dạ. Đúng không? Anh đồng ý là cái thông tin cá nhân ấy là ai muốn của ai là người giữ. Thế nhưng anh thấy rất nhiều vợ chồng như thế là anh thấy là như thế là bất thường rồi. Nhá. Em có thường xuyên chở vợ đi chơi đi bời gì không? Dạ cũng có đi dạ. Cũng có hả? Dạ. Vợ có đòi hỏi gì không? Dạ có, đòi hỏi gì em cũng chiều vợ em chứ. Ừ. Gọi là có đòi hỏi. Dạ. Ừ. Vợ em sao, tại sao không đi xe mà đi bộ à? Vợ em có nhờ một người chị chở đi ra bến xe rồi bắt xe về. Ôi trời ơi. Chở đến bến xe luôn. Dạ. Đến khi nào em mới biết được vợ bỏ đi luôn? Dạ cái lúc mà em đi công việc em về nhà xong rồi em hỏi mẹ em là vợ đi đâu rồi, xong rồi cái mẹ nói vợ đi vậy đó. Rồi xong rồi cái em gọi thì vợ em không máy, em biết vợ em đi vậy. Vợ em có ý định bỏ nhà đi chưa? Dạ cũng lâu rồi cũng có ý định rồi anh. Em đã thấy vợ bỏ nhà đi khi nào chưa? Dạ chưa. Từ trước giờ, từ khi ở nhau cưới nhau đến giờ phút này chưa định là. Dạ. Ồ.
đến giờ phút này em sang bên nhà vợ em tìm hỏi kỹ càng cụ thể chưa? Em nói chuyện đầu đuôi chưa? Dạ em có nhắn tin cho má bên vợ em là em muốn lên trển để em ở trển đặng em đi tìm vợ em, tại vì á mẹ vợ em á nói vợ em vòng vòng ở đó à. Dạ. Nhưng mà mẹ em không có chỉ đường em lên đó. Nhưng mà tại sao lại không chỉ đường là sao? Dạ em không biết nữa. Em không biết nhà vợ luôn hả? Dạ em có biết nhà vợ nhưng mà đi làm ở chỗ khác, đi làm ở trên Long An. Lên công ty làm. Chỗ công ty đó thì em không biết. Nhưng mà em có hỏi mẹ vợ, cha mẹ vợ hoặc gia đình bên vợ là vợ đã từng về đấy, đã có thấy không? Dạ không, mẹ nói là không biết. Chưa về đấy bao giờ. Nó là không biết. Thế vì vậy nên em đang sợ là vợ đôi khi là bị người khác dụ dỗ hoặc là lừa vợ em đi, lừa con em đi, đúng không? Dạ đúng rồi. Em đến giờ phút này anh hỏi thật em này. Dạ. Em biết là thông tin là vợ em nhắn tin hoặc gọi điện cho người đàn ông khác. Dạ. Như vậy á thì em là một người chồng. Dạ. Em như vậy là còn chấp nhận được không? Dạ em. Như vậy là vợ gọi là ngoại tình nữa. Dạ. Em có chấp nhận không? Dạ. Dạ nếu mà vợ em nó chấp nhận, nó buông bỏ thì em vẫn thương tiếp tục em ở lại chung với vợ em. Dạ. Nên sau này mình về mình có chửi bới không? Dạ không anh. Em có ăn nhậu bê tha say xỉn gì không? Dạ không, em không có nhậu. Em một ngày làm việc bao nhiêu tiếng, còn bao nhiêu tiếng ở nhà với vợ? Dạ em nói chung là cũng ở nhà không, mà không có đi làm. Tại vì ở nhà làm tôm với ở nhà với cha mẹ không. Nhưng mà tiền bạc ở nhà liệu vợ có tiền xài không? Dạ, có không? Cũng... Hay là anh sợ là không có tiền xài, vợ em bung ra đường để tìm tiền á? Dạ cái chuyện đó em cũng không biết nữa. Đó. Dạ. Vợ em thường xuyên trong người có tiền không? Dạ cũng có tiền. Tiền ai cho? Dạ tiền mẹ em cho. Mẹ chồng thì, đưa? Ừ, mẹ cho. Mẹ chồng cho để mua đồ ăn hay là cho để lấy tiền xài? Cho ăn, cho tiền xài. Là mình tự giác cho hay là con dâu xin cô? Không cho mà chỉ tự giác cho. Có là mình tự giác mình cho chứ con dâu không có xin ha? Tự giác cho, có tiền xài hoài vậy đó. Nhưng ít thì cho ít, nhiều cho nhiều, 2-3 triệu, 1 triệu 500, 2-300 vậy đó. Nói chung là cho tiền xài hoài liên tục. Cho tiền xài không à. Còn đồ ăn vật chất trong nhà thì chị lo hết. Chỉ có cho tiền để bỏ túi muốn mua gì riêng vậy đó. Vậy là cũng sướng rồi. Mà ở không à, không có làm gì chân á. Tại sao mình không cho đi làm việc gì vậy cô? Bị con nó còn nhỏ đó, còn nhỏ đi học nè. Đi học thì đâu phải học cả ngày đó. Đi học thì sáng mình chở đi, tối trở về mà. Đúng không? Nó mới vô học cũng có mấy tháng à. Thì chuẩn bị mình có chủ trương chứ. Chị nói chừng nào á con nó đi học đi, rồi cái con đi kiếm việc làm. Đó, rồi tiền xài riêng mẹ cho riêng. Đó, rồi thì mới nhỏ vô học đâu, từ hôm học tới nhập học bây giờ đâu quay lâu đâu. Đó, không có được quay lâu hết trơn là đi đó. Bây giờ này con hỏi cô thế này. Con dâu cô bây giờ đang có ý định hoặc đang có dấu hiệu gọi là ngoại tình. Dù rằng mình chưa bắt được đúng quả tang là đi ở đâu với ai và làm gì. Thế nhưng mà nói chung là có rất nhiều cái dấu hiệu là ngoại tình rồi. Thì như vậy là cô là một người mẹ chồng ấy. Cô như vậy là cô còn chấp nhận được không? Như lần đầu tiên biết thì bây giờ về thì còn tha thứ. Mình tha thứ. Nếu để cho con dâu sửa đổi làm một người tốt thì cô không có gì. Còn nếu nó cố ý thì nói chung nếu nó cố ý đó, nó không có chấp nhận mà quay trở về thì đằng này cũng là cho nó tự do luôn. Nhưng mà nói chung mình cũng không ép buộc đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nó không có chịu làm dâu trong nhà này nữa, có nghĩa là không muốn về nhà nữa thì cũng phải trở về để mà làm cái ly dị để cho con dâu nó được tự do. Thì rồi con trai mình nó cũng được tự do, nó dễ dàng ha. Chứ thế này tự nhiên bỏ đi này nó bất thường ha. Rồi trong cái thời gian mà con dâu của chú là vợ của em trai này sống chung gia đình mình, là gia đình mình có gây mâu thuẫn gì không bao giờ không? Có làm cho con hai mẹ chồng con dâu mất lòng không? Nói chung là hoàn toàn là đối với gia đình với con dâu là hoàn toàn không có gì mà mâu thuẫn gì hết. Nói chung là sống là rất là vui vẻ. Có khi là không có để ý nó là như thế nào mà hôm nay nó phải ra đi. Chị xỉu luôn á, bữa nó đi là chị xỉu luôn. Nói chung là đây là một sự ra đi không ai ngờ tới. Không ngờ. Bị đang sống, mình sống ở cảnh vui vẻ luôn. Không có ngờ rằng là nó như vậy luôn. Mà có cỡ hơn một năm nay là nó bấm là điện thoại là xuyên suốt mùa thu luôn, trong mùng không nó không ra luôn đó. Trong mùng luôn. Trong mùng không, một ngày nó ra chỉ có chừng 2 giác à. Yeah. 2 tiếng đồng hồ để nó cho con nó ăn thôi. Chứ còn ngoài ra là nó không có ra ngoài. Trong cái bấm điện thoại không? Nói chung là mình thấy nó tuổi con dâu mình cũng còn bồng bột, từ từ mình dạy này dột nó. Chứ nói chung mình cũng không có chấp mà để cho nó
đột ngột. Này là gọi là có ý định bỏ đi rồi. Này là khó. Đồng ý là bây giờ thì mình thương gia đình, mình thương vẫn thương, nhưng mà giữ được người ở chứ không giữ được người đi. Bởi vì đó. Bây giờ nếu như con dâu cô mà đồng lòng mà quay về mà biết lỗi sai sửa sai thì gia đình mình có thể là bỏ qua cho được. Bỏ qua, chấp nhận luôn. Yeah. Chứ mà vì tuổi con dâu nói chung nó cũng còn nhỏ, mới hai mấy tuổi, giờ tuổi cũng bồng bột thì cũng mình cũng không có chấp. Yeah. Mà sao đến giờ phút này gia đình mình không tới tận nhà ông xuôi bà xuôi để mình nói chuyện? Không biết đường, có lên tới chỗ mà hồi trước gã nói đó là bên ngoại, ngay nhà ngoại là chị bao xe đi trong đêm đó luôn đó. Trong đêm đó là lên là gặp ông ngoại bà ngoại, nhưng mà ông ngoại bà ngoại nói là nó không có về đó. Nhưng mà cái cách người ta nói chuyện với mình liệu có gì trung thực không? Thấy dạ, có cái gì này có thường thì không? Nói chung là ông ngoại bà ngoại thấy chắc cũng vô tình. Nói chung á thì cái chuyện có thể là gia đình biết, nhưng mà đôi khi này cũng hơi giấu giếm một lý do nào đó. Cái này hoặc là đôi khi là nghe theo con gái của mình. Nói chung là cái này thì mình cũng không khẳng định là như thế nào, nhưng mà ông bà ngoại thấy cũng thiệt tình. Yeah. Nói là không có, là không có thiệt. Mình tin tưởng ông ngoại, tin tưởng ông ngoại bà ngoại thì cũng sao gia đình bên ngoại không đi kiếm phụ chuyện lắm. Gia đình bên ngoại xong đi kiếm phụ gia đình mình luôn. Bởi vì kêu cho số điện thoại cho thằng này nó lên, ủa cho số địa chỉ đặng lên và cùng mẹ đi kiếm vợ nó tiếp, mà bả không cho. Mẹ vợ không bị cho. Vì nói chung thì tôi cũng nói với anh em trong đội như thế này. Hồi cách này khoảng 2 năm chị xui đó, chỉ có nói với hai chồng này bây giờ ở nhà làm gì thôi, đi theo mẹ lên trên này đi, rồi đi làm công ty với mẹ là một tháng 5-6 triệu gì đó, rồi cháu thì để tao nuôi, tụi bay tiền bỏ túi. Nhưng mà tới tôi hay được thì nó cũng làm thủ tục đặng đi làm, nhưng mà tôi nói hai vợ chồng tôi chỉ có hai chồng nó là đơn độc, không có chị em ở chung nhà. Chị em của nó ở trong nhà, còn hai vợ chồng nó với đứa cháu à. Thôi tôi bay ở nhà làm với tao đi, ở đâu mình cũng làm, là mình ở nhà mình làm sướng hơn. Đi ra thì nào tiền nước tiền trọ nữa, chắc không dư đâu con ơi. Rồi tôi thì vợ chồng tôi không cho nó đi làm. Rồi cũng từ ở chỗ đó đó mà nó đi không được, thì hôm nay nó là bỏ chồng nó ở nhà là nó tự đi lên. Ê, tội quá trời. Bây giờ này, em trai em có mong muốn điều gì em hãy lên tiếng nói chuyện thẳng thắn trên video này một lần, để hy vọng vợ em ở đâu đó, vợ em xem video này, vợ em suy nghĩ lại để quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là với em. Dạ, em nói chuyện lớn tiếng em. Dạ, bây giờ em nhờ mong các anh hiệp sĩ tìm giúp vợ em. Dạ, con nếu em. Mà vợ con em có về thì em vẫn ở chung sống lại bình thường với vợ em vậy, em vẫn còn thương vợ con em. Em nói điều gì đó, em gọi tên vợ em đi. Em ơi, mà em có nghe được lời anh nói thì mong em về với anh, cho con có mẹ, con có cha. Dạ. Tuổi đời rất nhỏ này, không lỡ này gãy gánh ngang đường thì thực sự rất tội nha. Nếu như người ta lớn tuổi xíu nữa thì nữa khác, nhưng mà em hai vợ chồng cũng mới lấy nhau, đặc biệt là mới được có một người con, đúng không? Dạ. Em mới 26 tuổi mà vợ mới 23 tuổi à. Thế tuổi này đúng lý ra là người ta cũng chưa lấy vợ lấy chồng đâu, nhưng mà em lấy vợ lấy chồng sớm để hy vọng là sau này có một cuộc sống ổn định và bà an nhàn về sau, đúng không? Nhưng ai ngờ đến giờ phút này sung sướng thì chưa được bao nhiêu, hạnh phúc chưa được bao nhiêu, đúng không? Đến giờ phút này đau khổ và đi cả một gia đình từ Kiên Giang hôm nay về đây nhờ anh em Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm con và cũng như tìm vợ. Thực sự rất khổ ha. Rồi, em trai bình tĩnh, anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm cách giúp chị em. Chị năn nỉ bà xui dữ lắm luôn. Chị nói bà xui ơi, tôi nhớ mẹ con nó quá trời luôn, nằm chim bao cũng thấy nữa. Chị có điện lên bà xui, chị nói vậy, chị gắng tìm hai mẹ con nó về đi. Rồi giờ ở đâu đi, rồi chị cho tôi biết đi, rồi tôi lấy xe tôi lên tôi rước nó về. Tội nghiệp. Yêu cầu mẹ con nó về nhà là được rồi. Chị điện thẳng bà xui, mà chị năn nỉ bà xui dữ lắm luôn. Mà chị nói chị quá trời chị nhớ rồi, chị khóc muốn hết tới đường luôn. Bây giờ mời cô hãy lên tiếng, cô chia sẻ cái video này để hy vọng là gia đình bên thông gia của mình cũng như là con dâu xem được, suy nghĩ lại để hy vọng là gia đình có một cái hướng để bàn để tốt nhất, hoặc con dâu quay trở về cùng với gia đình. Dạ, mời cô lên tiếng. Tú ơi, mẹ nè, con dẫn mẹ con về đi.
Mẹ nhớ con dữ lắm luôn, mẹ nhớ mẹ con của con dữ lắm luôn. Mẹ có năn nỉ bà xui kiếm con nữa. Con có nghe mẹ nói thì con gắng nhớ lại mẹ nói để con về với mẹ. Đặng gia đình mình đoàn tụ con ơi. Mẹ nhớ ai đăng dữ lắm nhớ. Con suy nghĩ cho kỹ lại đi. Rất thương. Rồi con mời chú. Chú có điều nào chú muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là gia đình bên Thông Gia hiểu và cái thông cảm cho gia đình mình. Bởi vì đây thực sự là rất đau đớn, đúng không? Không ai mong muốn là mất con dâu và cũng như là đặc biệt là mất đi một người cháu. Hiện nay chưa tìm kiếm được trong thời gian phải nói rất dài rồi. Dạ. Thì hôm nay tôi cũng nói với chị Xui á, thì chị cũng nghĩ lại đi. Bây giờ cho hai đứa đó, chị nói thì sao cho Tú nó trở về để mà gia đình chồng vợ của nó, con có cha rồi con có mẹ, vậy là nó mới được hạnh phúc hải đăng sau này. Chứ bây giờ nếu mà hai đứa nó tan rã thì một đứa theo cha thì không có mẹ, mà một đứa có theo mẹ thì không có cha, chị thấy đau khổ không? Thôi chị suy nghĩ lại mà nói với anh Tú cho nó hồi đầu trở về gia đình, đi sum họp gia đình đi chị Xui với anh Xui. Thực sự rất khó. Thôi thì hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình, thì các anh em sẽ đăng tải video nhanh nhất có thể để hy vọng gia đình mình sớm tìm được thông tin chính thức con gái, à quên con dâu cũng như cháu ở đâu nhé. Hôm nay tôi cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn anh em hiệp sĩ của anh Hải để mà tìm giúp cho con dâu và cháu nội tôi được về sum họp gia đình. Tôi cũng rất cảm ơn. Cảm ơn anh em đồng nội hết. Chị mong mỏi dữ lắm luôn. Thôi gia đình mình hôm nay về đây thì nhờ anh em về phía Bình Dương ghi hình này, thì gia đình mình có đồng ý cho anh em về phía Bình Dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con dâu cũng như tìm cháu không? Đồng ý không? Đồng ý. Rồi cuối video cho phép công trần trên đây thay mặt các anh em về phía Bình Dương xin chân thành cảm ơn đến cuộc chia sẻ của đại gia đình mình. Xin kính chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới con dâu suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình nhé. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em về phía Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.